chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin tổng hợp tối nay có những nội dung sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn vào lớp 10. Diễn biến vụ công nhân đình công ở Bình Dương. Vì sao cầu Vòm Sắt 65 tỷ đồng dưới vành đai 3 qua Linh Đàm, ít người đi. Vàng thế giới đảo chiều giảm giá. Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. Lo ngại lừa đảo voucher khách sạn gia tăng trước show Blackpink. Sân tập của đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup nữ 2023 có gì đặc biệt? Bây giờ là tin chi tiết. Ngày 7 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Thời gian công bố điểm chuẩn sớm hơn 3 ngày so với dự kiến ban đầu. Theo đó, điểm chuẩn năm nay tăng ở các trường top đầu. Trường có điểm chuẩn cao nhất là Trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền với điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 là 25,5 điểm, năm ngoái là 24,25, nguyện vọng 3 là 26 điểm. Tiếp đến là Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, điểm nguyện vọng 1 là 24,25, Trung học phổ thông Lê Quý Đôn với điểm nguyện vọng 1 là 23,25, Trung học phổ thông Phú Nhuận với 23,5 điểm, Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân là 23,25 điểm. Các trường này đều tăng 1 điểm so với điểm chuẩn năm học 2022-2023. Thấp nhất là các trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Thạch An, Trung học phổ thông Bình Khánh, Cần Thạnh, An Nghĩa với 10,5 điểm. Trung bình mỗi môn chỉ cần đạt khoảng 3,5 điểm. Theo kế hoạch, học sinh trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ nhập học tại các trường Trung học phổ thông đã trúng tuyển từ nay đến ngày 1 tháng 8. Sau 16 giờ ngày 1 tháng 8, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý, học sinh không được thay đổi nguyện vọng sau khi có kết quả tuyển sinh vào lớp 10, cụ thể là không được chuyển trường sau khi đã trúng tuyển. Trước đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6 với hơn 95.000 thí sinh dự thi. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 của 114 trường trung học phổ thông công lập của thành phố là khoảng 77.000 học sinh. Năm nay, điểm thi của kỳ thi này cao hơn các năm trước. Trong đó, môn ngoại ngữ có khoảng 32% bài thi đạt điểm giỏi và có số thí sinh đạt từ điểm 8 trở lên cao nhất. Môn ngữ văn có khoảng 90% bài thi đạt điểm trên trung bình, trong đó có hơn 12% bài thi đạt từ điểm 8 trở lên. Môn toán có số bài thi đạt điểm trên trung bình, chiếm gần 55% và ít điểm 10 hơn năm trước. Liên quan đến vụ hàng trăm công nhân ở Bình Dương đình công, sáng nay mùng 7 tháng 7, công nhân vẫn chưa quay trở lại công ty làm việc. Ban chấp hành công đoàn công ty đang vận động, tuyên truyền để công nhân chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Chiều nay ngày 7 tháng 7, công ty cổ phần Green River Furniture chuyên sản xuất gỗ ở phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã ra thông báo mới liên quan đến thưởng tháng 13 cho công nhân. Thông báo mới có nội dung, công ty vẫn giữ nguyên tiền thưởng thâm niên và tiền thưởng tháng 13 cho năm 2023. Từ năm 2024 trở đi, tiền thưởng cuối năm chỉ giữ lại tiền thưởng thâm niên, hủy bỏ tiền thưởng tháng 13. Cũng trong sáng nay, Ban chấp hành công đoàn công ty đã có buổi làm việc với Ban giám đốc để thông tin nguyện vọng của người lao động, cũng như khó khăn họ gặp phải khi sống xa quê. Ông Niềm A Dũng, Chủ tịch công đoàn công ty cổ phần Green River Furniture chia sẻ, sau khi nghe Ban chấp hành công đoàn giải thích, Ban giám đốc đã xem xét và quyết định, năm nay mức lương thưởng tháng 13 cho công nhân vẫn được giữ nguyên không giảm 50% như các thông báo trước. Hiện nay, cán bộ công đoàn công ty đang tiếp tục vận động công nhân trở lại làm việc vào ngày mai, ngày 8 tháng 7. Được biết, công ty cổ phần Green River Furniture đi vào hoạt động từ năm 2015 và có hơn 1.600 công nhân. Trước đó, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đưa tin, từ đầu năm 2023 đến nay, do đơn hàng giảm, công ty thua lỗ nên không có kinh phí chi trả thưởng cho công nhân. Ngày 1 tháng 7, công ty ra thông báo, năm nay công nhân chỉ nhận 50% lương tháng 13 và tiền thâm niên. Năm 2024, tiền thưởng cuối năm sẽ chỉ là thưởng thâm niên. Sau đó công nhân đã ngưng việc tập thể phản ứng sự không đồng tình. Vụ việc công nhân đình công kéo đến văn phòng công ty được quay lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Nhận được tin, đoàn công tác liên tỉnh thành phố Tân Uyên đã làm việc với ban giám đốc công ty và công nhân. Sau đó ngày 6 tháng 7, công ty ra thông báo mới nhưng vẫn giữ phương án giảm 50% lương thưởng tháng 13 của năm 2023. Năm 2024, đơn hàng trở lại như ban đầu sẽ giữ tiền thưởng lương tháng 13 cho công nhân đủ 1 tháng. Sau khi có thông báo này, công nhân vẫn không trở lại nhà máy làm việc. Cầu Vòm Sắt bắc qua hồ Linh Đàm dưới đường vành đai 3 trên cao ở Hà Nội đã thông xe vào ngày 2 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, cây cầu trị giá 65 tỷ đồng này bộc lộ nhiều bất cập nên rất ít người lưu thông qua đây. Vì sao lại có sự lãng phí lớn như vậy? Cây cầu Vòm Sắt trị giá 65 tỷ đồng vượt qua hồ Linh Đàm, Hà Nội
sau nhiều lần chậm tiến độ đã được thông xe vào ngày 2 tháng 9 năm 2022. Tuy nhiên, ngay sau khi thông xe, cây cầu này đã bộc lộ những bất cập khi rất ít người lưu thông qua đây. Vắng bóng người qua lại, lòng đường bị biến thành bãi đỗ xe tự phát. Khi làm cái cầu này là ít người đi đó. Theo tôi khi tập hàng thể dục hàng ngày đây thì là tốt nhất là không nên làm cái này. Nó lãng phí tiền nhà nước quá, nó vô lý quá, đáng ra người ta làm hai cái đầu cầu này để nó thực tế và ở mức độ là đối vào cái đường vành đai ba thì nó đẹp hơn. Đây là đi trong này ngoằn lại, trong này đều vấp cả hai đầu cầu này đều vấp cả. Đang đến đây thì vấp cái đèn đỏ đèn xanh trong này, quẹo ra quẹo vào. Đáng ra người ta không làm này, người ta đi đường thẳng về đường kia, đi thẳng về đường này nó phải không bị vấp đâu. Đấy, nó thật sự ra là làm cái đường này quá lãng phí, nói thẳng thế. Hầu như đi bộ, có người đi bộ, dân đi xe máy ô tô vào đây đâu. Mỗi lần thì đổ ô tô đầy bừa bãi đây, có ai giải quyết đâu. Nó vướng mắc nhiều khi không để đi nổi, mình không đổ để làm cái cầu phụ làm gì thì mình đã chết. Mấy làn đường như cái gì mà phải làm cái ở giữa này, mà làm cái ở giữa này mất tốn kém hơn nhiều tiền. Lý giải về việc cây cầu trị giá 65 tỷ đồng nhưng gần như không có ai qua lại. Mới đây, ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, trước khi xây dựng cây cầu vòm sắt đã khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng nhu cầu lưu lượng giao thông. Khu vực Hoàng Mai, Linh Đàm có dự báo phát triển dân số là rất lớn trong thời gian tới. Do đó, việc xây dựng cây cầu vòm sắt là rất cần thiết để đi trước đón đầu, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong tương lai. Rạng sáng ngày 7 tháng 7, theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới đảo chiều giảm mạnh, niêm yết trên sàn Kitco ở mức 1.912,4 đô la Mỹ một ounce, giảm 14,2 đô la Mỹ một ounce so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank đầu giờ sáng 6 tháng 7, 1 đô la Mỹ bằng 23.870 Việt Nam đồng, giá vàng thế giới tương đương 55 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá vàng SJC 12,05 triệu đồng một lượng ở cùng thời điểm. Tại thị trường trong nước, sáng 7 tháng 7, công ty vàng bạc đặc quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào là 66,4 triệu đồng một lượng, giá bán ra là 67 triệu đồng một lượng, cùng giảm 50.000 đồng một lượng mua vào và bán ra so với cuối phiên ngày 6 tháng 7. Chênh lệch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 600.000 đồng một lượng. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng ngày 7 tháng 7, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào, bán ra là 66,4 đến 67 triệu đồng một lượng, ngang bằng mức giá so với cuối phiên giao dịch ngày 6 tháng 7. Chênh lệch giá mua bán vàng tại Doji cũng đang ở mức 600.000 đồng một lượng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Nino tiếp tục duy trì đến hết năm 2023 và có thể kéo dài đến nửa đầu năm 2024 với xác suất khoảng 90-95%. Dự báo, tổng lượng từ nay đến hết năm 2023 phổ biến có xu thế thấp hơn so với trung bình nhiều năm mùa mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng kết thúc sớm. Lượng mưa trong các tháng chính của mùa mưa tại miền Trung, tháng 10, tháng 11 có khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm. Theo tổng hợp kết quả dự báo mùa đến hiện tại cho thấy, chưa có dấu hiệu mưa lớn cực đoan như năm 2020-2021 ở khu vực miền Trung. Từ nay đến hết năm 2023, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng thấp hơn với trung bình nhiều năm. Bão hoạt động nhiều hơn trên Biển Đông từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2023 và giảm dần từ tháng 11-2023. Từ nay đến tháng 9 năm 2023, số ngày nắng nóng sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn ở cả Bắc Bộ và Trung Bộ. Đặc biệt, trong thời kỳ cao điểm của nắng nóng là từ tháng 7 ở Bắc Bộ cho đến hết tháng 8 ở Trung Bộ. Nhận định trong tháng 7, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ có thể kéo dài nhiều ngày trong nửa đầu tháng 7 ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và có thể kéo dài hơn ở Trung Bộ ra trong. Trước các thông tin giao bán voucher khách sạn Istin Hotel and Residence Hà Nội trên mạng xã hội, nhất là dịp diễn đêm nhạc Blackpink, dự kiến là ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2023 tại sân vận động Mỹ Đình Hà Nội. Bà Lê Kim Thu, giám đốc kinh doanh và truyền thông của khách sạn cho biết, đơn vị không bán voucher cho dịp này và thông thường các voucher cũng không được sử dụng trong thời điểm có sự kiện lớn. Chúng tôi không có phòng nghỉ nào được bán với giá chỉ hơn 1 triệu đồng một đêm, bà Thu khẳng định. Trao đổi với phóng viên vov.vn, bà Trương Thanh Hương Thảo, quản lý tiếp thị và truyền thông khách sạn Hyatt Regency West Hà Nội khẳng định,
đơn vị không có khuyến mãi giảm giá phòng trong giai đoạn nhóm Blackpink biểu diễn tại Hà Nội nhằm hạn chế những đối tượng xấu lợi dụng uy tín khách sạn để lừa đảo. Hiện nay thì lợi dụng sức hút của nhóm Blackpink trên mạng xã hội có quá nhiều thông tin voucher, combo phòng nghỉ tại khách sạn chúng tôi, nhưng với mức giá không chính xác. Khách hàng nên thận trọng với các giao dịch trên mạng xã hội vì đã có nhiều trường hợp chuyển tiền nhưng không được đặt phòng, còn người đăng bài thì biến mất. Khi đó thì khách hàng là người chịu thiệt thòi nhất, còn các khách sạn cũng bị ảnh hưởng uy tín nếu khách có trải nghiệm không tốt và đánh giá một sao trên các nền tảng, bà Hương Thảo cho biết. Theo bà Hương Thảo, các khách sạn thường có kế hoạch kinh doanh dài hạn và bán phòng từ sớm nên hiếm khi giảm giá đột ngột chỉ vài tuần trước một sự kiện. Trong ngành khách sạn thì mọi dịch vụ đều có giá trị thực, không có sản phẩm tốt mà giá quá rẻ. Vì vậy, du khách nên biết nghi ngờ, cân nhắc và kiểm tra kỹ. Dĩ nhiên thì dịp này khách sạn vẫn chào đón du khách với chất lượng tốt nhất và bổ sung dịch vụ về nhà hàng, quán bar nhưng sẽ không có giảm giá sâu. Ở các quốc gia khác thì vấn nạn lừa đảo xung quanh các show diễn của Blackpink không phải hiếm. Vào tháng 5 năm 2023, khi Blackpink biểu diễn tại Bangkok, cảnh sát Thái Lan bắt giữ một phụ nữ vì đã bán cùng một vé điện tử cho nhiều người để thu về số tiền 700.000 baht, tương đương với khoảng 470 triệu đồng. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hồi tháng 1 năm 2023, việc show Blackpink hết vé quá nhanh khiến nhiều người kỳ vọng mua được vé trên mạng xã hội. Tuy nhiên xảy ra tình trạng người mua chuyển tiền nhưng người bán lại biến mất. Năm 2019, liên quan tới các show diễn của nghệ sĩ Blackpink, Maroon 5 và Ed Sheeran, một thanh niên tại Singapore đã bị bắt vì nhận khoảng 5.400 đô la Mỹ nhưng không trả vé cho người mua. Cũng giống như World Cup bóng đá nam năm 2022, FIFA bố trí cho mỗi đội tuyển dự World Cup nữ 2023 một sân tập riêng trong suốt quá trình thi đấu tại giải. Ở World Cup nữ 2023 năm nay, ban tổ chức đã sắp xếp cho đội tuyển nữ Việt Nam tập ở sân Brett Taylor Park, sân vận động nhỏ có sức chứa 1.000 khán giả. Sân vận động này từng là sân nhà của những câu lạc bộ bóng đá danh tiếng ở New Zealand như Waitaki United hay Waitaki City. Hiện tại thì sân đấu này đang được đội bóng nghiệp dư West Coast Rangers chọn làm sân nhà. Sân tập này cách nơi lưu trú của đội tuyển nữ Việt Nam 20 phút di chuyển bằng xe bus. Fred Taylor Park bao gồm cụm 4 sân bóng và một khu vực tập luyện. Bên cạnh đó thì Fred Taylor Park cũng có các phòng tập trong nhà nhằm đảm bảo việc tập luyện của đội tuyển nữ Việt Nam trong các điều kiện thời tiết khác nhau. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã bày tỏ sự hài lòng khi tham quan và khảo sát địa điểm tập luyện này vào tháng 10 năm 2022, sau khi sân Fred Taylor Park được chọn làm sân tập của đội tuyển nữ Việt Nam. Thành phố Auckland đã cung cấp số tiền khá lớn để ban quản lý sân cải tạo mặt cỏ nhằm giúp đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện trên mặt sân đạt chuẩn cao nhất. Ngoài việc chú trọng đến mặt cỏ, đơn vị quản lý sân Fred Taylor Park còn tiến hành nâng cấp lại hàng rào, khung thành và lối đi trên sân. Đồng thời các cây xung quanh sân tập cũng được chăm sóc nhằm đảm bảo cho các cô gái của đội tuyển nữ Việt Nam có một không khí mát mẻ nhất có thể tập luyện. Theo kế hoạch thì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bắt đầu tập luyện tại sân này từ ngày 11 tháng 7, một ngày sau khi kết thúc trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ New Zealand. Các bạn vừa xem bản tin tổng hợp tối, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.